Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận nhanh qua những cái cấu trúc điều khiển cơ bản của ngôn ngữ, bởi vì các bạn đã được học cái này trong môn học trước rồi, nên là tôi sẽ giải thích nhanh thôi. Thì cấu trúc điều khiển cơ bản đầu tiên mà chúng ta sẽ nói ở đây đó là cấu trúc điều khiển có điều kiện if. Thì câu lệnh rẽ nhánh này là một trong những câu lệnh cơ bản mà gần như tất cả các ngôn ngữ đều cung cấp cho các bạn. Trước khi chúng ta đi vào định nghĩa cụ thể của nó thì chúng ta cần phải hiểu là cái cấu trúc rẽ nhánh này nó dựa trên cái việc so sánh các điều kiện rẽ nhánh, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ bàn về cái biểu những toán tử quan hệ và các cái toán tử logic mà các bạn có thể gặp. Thì đối với các toán tử quan hệ ở đây nó cung cấp cho các bạn thì các ngôn ngữ đều cung cấp hết, chỉ là cái ký hiệu nó khác nhau thôi. Các bạn lưu ý ha, như vậy ở trong ngôn ngữ này thì cái dấu hai cái dấu bằng này nó là cái toán tử so sánh bằng, và chấm than bằng này sẽ là cái toán tử so sánh khác, được không? Và cái toán tử so sánh còn lại thì các bạn thấy nó khá là dễ hiểu. Thì trong cái đoạn code ví dụ mà các bạn thấy ở đây á, chúng ta đang thử nghiệm gì? So sánh tác dụng của những cái toán tử so sánh như mà các bạn thấy. Thì ở đây tôi sẽ không đi quá sâu vào cái việc giải thích, bởi vì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ đụng lại cái này sau. Tôi chỉ lưu ý các bạn một số cái mà chúng ta chưa bàn tới tại thời điểm này. Cái thứ nhất đó là cái biến này. TRF này là một cái biến, trong đó nó chứa hai cái chuỗi. Cái chuỗi đầu tiên là cái chuỗi false, và cái chuỗi thứ hai của nó chứa là chuỗi true. Thì cái chuỗi đầu tiên có chứa index là 0, và cái chuỗi thứ hai nó được đặt tại index là 1, chỉ 1 á. Như vậy thì khi các bạn làm cái biểu thức so sánh, ví dụ như ở chỗ này, cái câu lệnh này nó sẽ xuất ra là gì? Là coi A có nhỏ hơn B hay không. Thì nếu như A nhỏ hơn B thì cái giá trị của biểu thức này là true. Như vậy nếu như A nhỏ hơn B, thật sự ra trong trường hợp này A là 50, B là 6, đúng không? A nhỏ hơn B là một biểu thức. Như vậy khi bạn so sánh A nhỏ hơn B, chỗ này sẽ trả về cho bạn là false. Mà giá trị false này nếu như bạn ép nó qua kiểu integer thì nó là 0. Và do đó nguyên cái biểu thức mà TRF A nhỏ hơn B này nó sẽ ánh xạ vô trong cái chuỗi false này, được chưa? Và trên màn hình của các bạn, trên cái console sẽ xuất ra cái output là false ở đây ha. Rồi, thì giải thích đơn giản như vậy cho các bạn hiểu cái đoạn code này chỉ là để test cái ý đó thôi, được chưa? Rồi, đối với những cái toán tử logic thì cũng như các ngôn ngữ khác, chúng ta cũng được cung cấp cái toán tử logic. Ở một số ngôn ngữ á, họ dùng một cách tường minh luôn là cái từ khóa and để biểu diễn cái toán tử logic, và từ khóa or cho toán tử logic là or hoặc và not. Nhưng mà đối với ngôn ngữ C và C++ cũng như các ngôn ngữ mà dựa trên C và C++ thì đều dùng những cái toán tử dạng như thế này. Hai cái dấu và này là cho and, và hai cái dấu này cho or, và cái dấu chấm than là cho not. Cái này có giải thích cho các bạn một lần rồi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là những cái điều kiện kết hợp, cái câu lệnh này sẽ in ra cho các bạn cái gì? Nó sẽ in ra cho các bạn true nếu như A bằng C và B lớn hơn D. Như vậy trong trường hợp này các bạn có A là 10, C cũng là 10, như vậy A và C của các bạn là true. Và B lớn hơn D, B là 5, D là 3, cho nên cái này cũng là true luôn. Như vậy nguyên một cái biểu thức này của các bạn nè là A và C và A bằng C và B lớn hơn D thì nó sẽ là true, và true là true. Như vậy chỗ này nguyên cái câu lệnh này nó sẽ ánh xạ vô đây, bởi vì true là 1. Nếu như bạn đổi true qua integer thì nó là 1 ha. Như vậy ở đây các bạn sẽ thấy cái vấn đề là gì? Chúng ta có một cái sự chuyển đổi qua lại giữa các cái kiểu với nhau. Thì trong ngôn ngữ này nó có các cái toán tử điều kiện. Thì đối với toán tử điều kiện thì nó sẽ dựa trên một cái biểu thức luận lý.
biểu thức luận lý thì chỉ có giá trị là true hoặc false mà thôi. Như vậy thì câu hỏi của chúng ta là cái gì là true và cái gì là false? Các bạn sẽ thấy là để đơn giản, các bạn có thể dùng cái kiểu Boolean để biểu diễn cái giá trị luận lý. Nó có hai giá trị là true hoặc false. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong cái quá trình các bạn code thì đôi khi các bạn không nhất thiết phải khai báo một biến kiểu Boolean, mà các bạn dùng thẳng những cái biểu thức so sánh, thậm chí các bạn nạp một cái số vào trong biểu thức luôn. Như vậy sẽ có một cái sự chuyển đổi kiểu ngầm định qua lại giữa kiểu Boolean và cái kiểu dữ liệu khác. Được chưa? Cũng như trong phép gán thì các bạn cũng lưu ý là khi các bạn gán một cái biểu thức Boolean vào một biến integer thì nó có quy tắc chuyển đổi, cũng như các bạn gán một cái biểu thức integer và Boolean thì nó cũng có quy tắc chuyển đổi. Ha. Thì như vậy cái tôi đang muốn nói với các bạn ở đây là gì? Là các bạn cần lưu ý cái gì là đúng, cái gì là sai. Như vậy đối với ngôn ngữ này, sai thì là không. Như vậy cái gì không sai thì là đúng. Được chưa nào? Cái gì khác không thì là đúng. Khá là đơn giản, nhưng mà nhiều khi các bạn không để ý cái chuyện này. Thì như tôi nói, cái kiểu Boolean mà các bạn hay dùng cho biểu thức luận lý á, kích thước của nó là một byte chứ không phải là một bit nha, là cái đơn vị lưu trữ cơ bản. Và nếu như các bạn biểu diễn ở dạng số nguyên thì true là 1 và false là 0. Tức là nếu như bạn chuyển đổi từ luận lý qua kiểu số nguyên thì nó sẽ có quy ước như thế này, true là 1 và false là 0. Nhưng mà khi các bạn chuyển đổi từ số nguyên ngược lại biểu thức luận lý thì 0 là false, bất kỳ cái gì khác không thì là true. Đúng không nào? Rồi, rồi khi các bạn làm một cái biểu thức so sánh điều kiện thì nó sẽ có những cái quy ước mà các bạn thấy. Ví dụ như chỗ này chúng ta có gì? B là true nè, B1 là false, nó là giá trị luận lý. Như vậy không có gì đặc biệt. A là trừ 1, C là 0, X là 0.5, Y là 1.2. Như vậy chỗ này bạn có một cái biểu thức B bằng A lớn hơn C. Như vậy giá trị của B lúc này là bao nhiêu? A lớn hơn C là false, do đó B sẽ là false. B1 bằng A thì A là trừ 1, trừ 1 là true, tại vì nó khác không, do đó chỗ này B1 là true. Chưa? B bằng C, C là 0, như vậy B là false. Và chỗ này nếu như các bạn thấy là tôi có thể viết là một cái biểu thức X nhỏ hơn Y và A lớn hơn C. Viết như thế này thì nó hợp lệ, bởi vì các bạn sẽ thấy là cái ưu tiên của cái toán thử so sánh và này á, nó thấp hơn hai cái toán thử so sánh kia, do đó cái câu lệnh này của các bạn là hợp lệ. Chỗ này X có nhỏ hơn Y không? Có. A có lớn hơn C không? Không. Như vậy sai, đúng và sai sẽ là sai. Yeah. Khi bạn gán X bằng B thì X là 0.5, X khác 0, do đó B là true. C bằng Y cộng B1, như vậy lúc này Y là gì? Y là kiểu float 1.2. B1 là gì? B1 là kiểu Boolean. Như vậy Boolean sẽ bị ép kiểu về kiểu float. B1 là gì? B1 là hiện tại B1 là true. B1 đang là true cho nên là B1 mà ép kiểu sang float thì nó là 1.0. Và như vậy chỗ này C sẽ là bao nhiêu? Chúng ta phải tính trước ha. Y cộng B1 sẽ là 2.2 float, mà C lại là kiểu integer cho nên chỗ này là 2 thôi. Chỗ này các bạn có một cái biểu thức so sánh 50 có khác A không? Có. Như vậy chỗ này B1 sẽ là true. Và chỗ này các bạn có một cái biểu thức phức tạp hơn là gì? X cộng 4.9 nhỏ hơn Y chia 0.5. Như vậy chỗ này cái giá trị các bạn có thể tính được là gì? X đang là 0.5, 0.5 cộng 4.9 sẽ là 5.4, đúng nè, 5.4. Và đương nhiên là không thể nào nhỏ hơn y nhân 2 được, cho nên chỗ này sẽ là false. Rồi các bạn có thể dễ dàng kiểm chứng mấy cái này ha. Thì chúng ta đi thẳng qua cái vấn đề về biểu thức có điều kiện. Thì đối với biểu thức có điều kiện, các bạn sẽ thấy là một cái biểu thức có điều kiện đơn giản á, nó sẽ ở dạng như sau. Nếu điều kiện này là đúng thì phát biểu này sẽ được thực thi. Được chưa? Và đây là nếu như các bạn viết cho một phát biểu thôi,
Còn nếu như các bạn viết cho nhiều phát biểu á, thì nhiều phát biểu của các bạn sẽ được đặt ở trong cái dấu đóng mở ngoặc này. Được chưa? Rồi. Thì đối với cái trường hợp này các bạn sẽ thấy là từ nay về sau đôi khi tôi sẽ nói về một cái phát biểu như là một cái phát biểu đơn hoặc là một block những cái phát biểu. Thì đó các bạn có thể không nhất thiết là phải nhìn một cái phát biểu theo cái kiểu tường mình như thế này hả? Tôi sẽ giải thích cái đó sau. Rồi, bây giờ chúng ta lại nói tiếp về cái lưu đồ. Thì lưu đồ của phát biểu if nó nói gì? Nếu mà cái biểu thức có điều kiện của các bạn mà đúng thì sẽ thực thi những cái câu lệnh như sau. Và nếu như sai thì đi ra khỏi câu lệnh. Như vậy nguyên cái block mà các bạn đang thấy đây là cái block của câu lệnh if. Trên này. Đây là một cái ví dụ mà các bạn có thể tham khảo. Tôi sẽ không giải thích cái ví dụ này ha, tại vì nó rất là đơn giản. Rồi. Trong trường hợp các bạn viết một cái phát biểu if else tổng quát á, thì các bạn sẽ có một cái cặp điều kiện, tức là một cặp phát biểu, xin lỗi. Nếu điều kiện này của bạn là đúng thì cái phát biểu if true này sẽ được thực hiện, và ngược lại nếu cái điều kiện đó mà không đúng thì cái phát biểu if false này sẽ được thực hiện. Thì nó giống như cái ngôn ngữ tự nhiên mà các bạn hay viết thôi, là nếu A đúng thì làm cái này, ngược lại thì làm cái này. Chưa? Như vậy cái lưu đồ của cái câu lệnh if này nó nói gì? Đầu tiên là đánh giá cái biểu thức điều kiện cái đã. Nếu biểu thức điều kiện mà là đúng á thì các bạn sẽ thực hiện cái phát biểu if true này. Và nếu như cái biểu thức điều kiện này mà sai á thì các bạn mới thực hiện cái if false này. Như vậy sau khi kết thúc cái thực thi câu lệnh thì các bạn ra khỏi câu lệnh if. Như vậy cái block lệnh if của các bạn chỉ là cái block đó thôi hả? Cái phát biểu ở phía dưới này nó không thuộc về cái câu lệnh if else đó. Thì đây là một cái ví dụ khác các bạn có thể tham khảo thêm. Các bạn có gì? Ở đây tôi không giải thích cái này nhiều ha. Đây chỉ là một cái hàm tìm max đơn giản thôi. Rồi. Thì trong thực tế các bạn viết câu lệnh if đôi khi các cái điều kiện mà các bạn viết á nó sẽ lồng nhau. Do đó các bạn cũng có thể kết hợp các điều kiện lại bằng việc viết những câu lệnh if lồng nhau. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn có nếu điều kiện số 1 thỏa thì tôi mới kiểm tra tiếp điều kiện số 2. Nếu điều kiện số 2 cũng thỏa thì tôi mới kiểm tra tiếp điều kiện số 3. Và nếu điều kiện số 3 mà thỏa luôn thì tôi mới thực thi cái phát biểu này. Và ngược lại thì tôi thực thi phát biểu này. Như vậy ở đây có một số lưu ý, cái phát biểu này sẽ được thực hiện khi mà giả sử như tôi cho đây là phát biểu 1 nè, phát biểu 2 nè, phát biểu 3. Thì cái đầu tiên là cái biểu thức số 1 đúng và biểu thức số 2 cũng đúng và biểu thức số 3 cũng đúng thì cái phát biểu này mới được thực hiện. Cái phát biểu phía dưới nó nói gì? Nếu biểu thức số 1 đúng và biểu thức số 2 đúng nhưng mà biểu thức số 3 sai thì nó mới thực hiện. Được chưa nào? Rồi các bạn có thể xem những cái kết hợp khác nhau của các cái lệnh if else. Như vậy chỗ này các bạn lưu ý là chúng ta lồng những cái điều kiện vào nhau không khó. Vấn đề là các bạn phải chú ý cái logic lúc mà chúng ta thiết kế giải thuật cho nó đúng. Hả? Thì ngoài ra có một cái nữa mà tôi lưu ý với các bạn là thỉnh thoảng á, chúng ta dùng cái dạng rẽ nhánh nhưng mà rẽ không phải rẽ hai nhánh mà rẽ nhiều nhánh. Như vậy khi các bạn muốn làm rẽ nhiều nhánh thì các bạn sẽ viết cái câu lệnh theo cái dạng như sau. Nếu điều kiện 1 thỏa thì làm cái phát biểu 1. Ngược lại, nếu điều kiện 2 thỏa thì các bạn thực hiện phát biểu 2. Nếu điều kiện 3 thỏa thì thực hiện phát biểu 3. Và nếu không điều kiện nào thỏa hết thì thực hiện phát biểu 4. Thì cái dạng mà các bạn viết ở trên này á, thực ra là một dạng viết gọn thôi. Chứ còn cái dạng viết đúng của nó phải là ở như ở dưới này. Tức là nó phải là if này, statement 1, if expression 2, statement 2.
If expression 3, statement 3. Như vậy chỗ này các bạn sẽ có đây là một câu lệnh nè. Đây là một câu lệnh nè. Và đây là một câu lệnh nè. Viết đúng thì phải viết như vậy. Nhưng mà viết như vậy á, sẽ làm cho các bạn khó follow cái dạng biểu thức rẽ nhánh nhiều nhiều điều kiện. Nên là chúng ta có thể viết gọn ở cái dạng ở phía trên ha. Tuy nhiên cái để hiểu đúng á, thì nó là cái dạng phía dưới ha. Nó không có gì đặc biệt hết. Như cái biểu thức số 2 này thực hiện khi mà cái điều kiện số 1 không thỏa nhưng mà điều kiện số 2 thỏa. Biểu thức số 3, xin lỗi, phát biểu số 3 này sẽ thực hiện khi mà cái điều kiện số 1 và điều kiện số 2 đều không thỏa và điều kiện số 3 thỏa. Được chưa? Và cái phát biểu số 4 sẽ thực hiện khi mà cả ba điều kiện đều không thỏa. Thì đó là những cái ý cơ bản của biểu thức rẽ nhánh nhiều điều kiện. Các bạn có thể tham khảo thêm cái ví dụ ở đây ha. Rồi, ngoài ra trong ngôn ngữ này nó cung cấp cho các bạn một cái toán tử đặc biệt nữa, gọi là toán tử điều kiện. Toán tử điều kiện này nói gì? Thỉnh thoảng đôi khi các bạn sẽ muốn tính toán nhanh dựa trên một cái điều kiện nào đó. Như vậy thì cái toán tử điều kiện này sẽ giúp cho các bạn làm cái chuyện đó nó tiện lợi hơn. Thì cú pháp của nó là gì? Biểu thức có điều kiện trước, đó là điều kiện các bạn muốn kiểm tra. Sau đó là dấu chấm hỏi. Thì nếu như cái biểu thức này mà đúng á, thì cái phát biểu này, cái xin lỗi, cái này không gọi là phát biểu, cái này là biểu thức này sẽ được thực hiện và trả về. Ngược lại thì cái biểu thức này sẽ được trả về. Rồi cái cú pháp của nó khá là giống với if else ha. Đây là điều kiện đầu tiên, đây là điều kiện, đây là if true, đây là if false. Chẳng qua là bây giờ thay vì nó là một cái statement, một cái phát biểu, thì nó là biểu thức thôi, một cái expression ha. Thì giống như trong trường hợp này các bạn sẽ thấy cái phát biểu đó nó thể hiện ở dưới này. Điều kiện ở đây là A có bằng C hay không. Nếu như A mà bằng C thì trả về ký tự C lớn, và ngược lại thì trả về C nhỏ. Cái phát biểu này sẽ tương đương với cái phát biểu sau. If A bằng C nhỏ thì gán cho all character bằng C lớn. Ngược lại thì gán cho all character bằng C nhỏ. Được chưa nào? Rồi, thì đó là những cái ý cơ bản mà các bạn cần biết về cái biểu thức có điều kiện này. Thì biểu thức có điều kiện là một cái cách đơn giản và nhanh gọn để cho các bạn tính toán các cái giá trị.